Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương hiệu của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ở số phát sóng kỳ trước thì chúng ta đã cùng nói với nhau về thương hiệu của sự làm đẹp. Và có lẽ không chỉ dừng lại trong lĩnh vực vốn rất nhiều chị em quan tâm này, hầu như bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt tay vào kinh doanh cũng sẽ nghĩ tới những câu hỏi như khách hàng của mình là ai, làm sao để họ chú ý tới sản phẩm của mình, làm sao để họ tiếp tục tin dùng các mặt hàng của mình. Và còn rất nhiều những trăn trở khác mà suy cho cùng thì thông điệp khách hàng là thượng đế vẫn như một bảo chứng cho lòng tin của người tiêu dùng. Và trong chương trình Câu chuyện thương hiệu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của những mặt hàng rất quen thuộc trong từng góc nhà của mỗi gia đình. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Theo dõi một phóng sự nhỏ mà chúng tôi làm về một ngày làm việc ở cửa hàng kinh doanh ghế sofa và cửa hàng kinh doanh ga. Và không khí đó ngày hôm nay cũng sẽ có mặt trong câu chuyện thương hiệu của chúng ta. Xin được giới thiệu anh Tăng Siêu Cẩm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ga Diệu Phát, và anh Hoàng Văn Trình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Hoàng Gia, thương hiệu zsofa.vn. Và rất cảm ơn hai anh ngày hôm nay đã có mặt trong trường quay để chia sẻ câu chuyện về thương hiệu của hai anh. Hồi nãy khi mà mình nhìn vào phóng sự có vẻ như là ngày nào chúng ta cũng rất là bận bịu, thì không biết một ngày làm việc với anh Trình vải trong thực tế thì nó như thế nào? Một ngày mình bắt đầu làm việc khoảng từ 8 giờ và bắt đầu kết thúc ngày làm việc khoảng là 10 giờ đêm. Công việc được trải đều trong ngày, thêm cái mảng marketing là mình phải tự làm, cũng tốn nhiều thời gian để gặp đối tác của mình, đặc biệt là những đối tác sĩ mua nhóm sản phẩm. Còn không biết là câu chuyện đó với anh Cẩm thì như thế nào nhỉ? Do đặc điểm đặc thù của ngành ga đó, thì công việc đòi hỏi là phải nhanh lẹ. Khi mà khách hàng có nhu cầu cần là mình phải đáp ứng ngay, nhắc nhở nhân viên của mình phải là cố gắng làm sao mình giao kịp thời cho khách hàng đó. Không biết là hiện tại thì khách hàng của anh chủ yếu là những khách hàng nào? Rất là đa dạng, hộ gia đình, quán ăn, nhà hàng, khách sạn. Thế còn với anh Trình thì sao? Sofa của anh thì hiện giờ đang phân phối cho những khách hàng như thế nào? Từ đầu mình định vị khách hàng là mình định vào mảng khách hàng bán lẻ là chính. Sau khoảng 2 năm mình thành lập doanh nghiệp cho tới bây giờ thì cái tiệm khách hàng mình sẽ có rất là nhiều. Kèm với đó là những cái khách hàng họ đi theo mảng là thiết kế nội thất. Thì bên mình vẫn cung cấp cái mảng ghế sofa cho họ để họ đưa tới khách hàng của họ. Thì thật ra là đây là những cái mặt hàng nó rất là quen thuộc với người tiêu dùng rồi. Thì không biết là lý do gì hoặc là cơ duyên nào mà mình lại quyết định lựa chọn kinh doanh trong lĩnh vực này? Thì gia đình tôi có mở kinh doanh cái mảng ga này. Vào thời điểm đó thật sự mà cũng rất là khó khăn. Lúc đó tôi cũng đang học và cho nên buộc tôi phải nghỉ mà để mình phụ giúp cho gia đình, cố gắng làm sao mà giảm bớt được cái gánh nặng cho gia đình. Tính tới thời điểm này thì tôi làm ngành ga này cũng khoảng được là 22 năm. Vậy là cái ngành của mình là mình đi từ gia truyền con nối đúng không? Vậy thì với cái thương hiệu của anh hiện tại là thương hiệu Diệu Phát, anh nghĩ là nó đang ở đâu so với 20 năm về trước? Khi mà mới thành lập thì thực tôi không mong muốn là nó đã như vậy đâu, có thể là thấp hơn. Nhưng mà tới thời điểm này thật sự là nó đã vượt qua những cái mà tôi mong muốn. Nhưng mà có được cái thành quả đó thật sự là do sự ủng hộ khách hàng và sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty ga của chúng tôi. Với anh Trình thì thế nào ạ? Cơ duyên nào đã đưa anh đến kinh doanh sofa? Đó có phải là thế mạnh của anh ngay từ ban đầu không? Đó không phải là thế mạnh của mình ngay từ ban đầu. Mình xuất thân ngành IT. Trước đó thời sinh viên thì mình có đi làm thêm cho hai công ty về nội thất.
kết hợp giữa cái việc mình biết làm marketing kèm với là cái sự hiểu biết của mình về ngành nội thất. Với tất cả những thương hiệu mà khi mà họ muốn đưa sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng á, mà để người tiêu dùng nhớ đến họ, thì thường là họ sẽ chọn một cái tên nào đó để cho cái thương hiệu của mình nó được nổi bật. Thì An thì An đoán là đối với anh thì có lẽ là cái tên Diệu Phát nó xuất phát từ gia đình đúng không ạ? Thực ra cái tên Diệu Phát thì chọn thì chỉ là theo cái chọn theo cái hợp cái phong thủy, nhưng mà sau quá trình hình kinh doanh thì thật sự mà nói cái tên ga Diệu Phát này thật sự là cũng được một số khách hàng thân thuộc đó thì cũng là tin tưởng. Còn đối với thương hiệu Z Sofa của anh thì sao? Thật ra nghe Z Sofa thì nghe cũng rất là thú vị. Thế cái chữ Z á là cái chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Latin. Mình muốn mang tới cho khách hàng một cái cam kết từ ban đầu á là thương hiệu đi tới cùng với khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Và có nghĩa là anh sẽ chăm sóc khách hàng từ A đến Z luôn. Có phải đó là cái ý nghĩa của cái chữ Z Sofa không đúng ạ? Rồi. Vâng. Vậy thì mình đưa cái thương hiệu của mình xây dựng bằng những cái bước ban đầu như thế nào? Ban đầu thì mình có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ khoảng tầm 100m2 thì ban đầu mình chỉ có bán ghế sofa không thôi. Cái khoảng tầm 6 tháng sau thì mình thấy cái nhu cầu thị trường lớn cũng như là chất lượng của cái ghế mà mình đi lấy lại và bán thì nó không đảm bảo chất lượng như mình mong muốn, thì mình mới quyết định là mở ra cái xưởng sản xuất sofa để cung cấp cho cái cửa hàng sofa của mình. Sau 2 năm phát triển thì tới bây giờ thì mình có 2 cái xưởng sản xuất đủ để cung cấp cho 3 cửa hàng. Khởi nghiệp khi còn khá trẻ, với mặt hàng không phải là thế mạnh của mình, nhưng anh Hoàng Văn Trình đã sớm chứng tỏ được khả năng khi chỉ trong vòng 2 năm, công ty Z Sofa đã hiện diện ở 5 cơ sở trên địa bàn thành phố. Khá tự tin với chiến lược kinh doanh và quản lý của mình, vậy đâu là điều khiến Z Sofa trở nên khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng ghế nệm khác? Mình luôn đặt câu hỏi là tại sao khách hàng phải mua những bộ ghế sofa ngoại nhập, trong khi tới bây giờ cái ghế sofa hàng Việt Nam sản xuất ra thì một là không hề thua kém về chất lượng, cái thứ hai thì giá cả của nó rất là vừa phải. Bên mình có một sự cam kết rất là đảm bảo là nếu như mà khách hàng mua, mà khi mà khách hàng chọn mua ghế mà khi thấy giao tới mà không hài lòng thì khách hàng được quyền không lấy ghế. Kèm với đó là cái chế độ bảo hành là 1 năm 1 đổi 1 để dành cái sự tin tưởng nhất cho khách hàng và khẳng định cái chất lượng sản phẩm bên mình. Bây giờ mình quay sang câu chuyện của anh Cẩm đi. Thì thật ra là 2 năm vừa rồi, như là anh Trình chia sẻ, thì đối với anh Trình là một cái chặng đường rất là nhiều những cái cột mốc đáng nhớ. Vậy thì An còn chắc hơn nữa là với 20 mấy năm làm trong nghề, thì không biết anh có thể chia sẻ một chút xíu về những cái thăng trầm của thương hiệu của mình được không? Thì thật sự thời điểm mới kinh doanh á, cái thị trường ga nó không có cạnh tranh nước quyền như bây giờ. Nhưng mà trong khoảng 10 năm đó ở đây, thực sự là nó có những số hình thức kinh doanh mà gọi là nó không lành mạnh đó, thì nó len lỏi nhau. Mình phải chọn ra một cái phương hướng kinh doanh như thế nào đó để mình phải tồn tại. Chỉ bằng cách là mình phục vụ khách hàng và đồng thời đảm bảo là những mặt hàng đó mình cung cấp cho khách hàng là chính hãng. Đồng thời mình phải đi đôi với dịch vụ về chăm sóc khách hàng. Mình có dặn dò nhân viên khi mình giao tới cho khách hàng, khi mình thay bình ga cho khách hàng, mình phải kiểm tra bếp nút cho khách hàng coi nó có hoạt động nó ổn định không. Nếu trong trường hợp mà thấy cái nguy cơ mà giống như cái van dây mà nó cũ quá thì mình nên cảnh báo cho khách hàng biết là vấn đề là mình nên thay. Với mô hình kinh doanh gia đình, công ty Gas Diệu Phát đã bắt đầu từ những bước đi chậm mà chắc, chú trọng vào khâu chăm sóc từng khách hàng từ những nhu cầu nhỏ nhất cho tới độ an toàn tuyệt đối từ mặt hàng chất đốt này. Tuy nhiên, trong thời buổi có phần cạnh tranh hiện nay, liệu mô hình kinh doanh gia đình có còn phù hợp và doanh nghiệp Gas Diệu Phát sẽ làm gì để tiếp tục phát triển trong thời gian tới? Thì tôi cũng vân vân thật sự là làm sao để sau này mình phải tìm cách là cải cách về cái khâu quản lý và cải cách về cái nhân viên mình ngày
càng sao mà phục vụ nó càng mang tính chuyên nghiệp hơn. Yeah. Thật ra thì anh nghĩ là với bất kỳ một cái thương hiệu nào á, thì cái con người đứng đằng sau cái thương hiệu đó luôn rất là quan trọng. Tại vì đặc biệt là đối với những sản phẩm mà mình đi vào từng hộ gia đình nữa, thì cái tương tác giữa nhân viên của các anh và người tiêu dùng là cái thứ có thể là quyết định. Đúng. Là người ta có sử dụng tiếp sản phẩm của mình hay không. Còn đối với anh Trình thì như thế nào? Đối với Jetsofa thì cái trăn trở lớn nhất của mình là bên phía khách hàng họ đang nhập nhằn giữa những cái thương hiệu về nội thất cũng như thương hiệu về ghế sofa. Bây giờ họ chỉ đang nhìn vào cái giá sản phẩm, bởi vì bây giờ đa phần mọi người đều marketing online, lúc đó thì cái khách hàng họ khó có cơ hội để họ chạm thử vào ghế, sờ thử và coi chất lượng thật ở bên trong ghế. Giá sản phẩm không có một cái gì định hình, cũng mua không giá chung. Như bên mình thì làm kỹ hơn về thương hiệu thì tốn nhiều khoản đầu tư hơn. Vậy thì bài toán của anh có thể là bài toán làm thế nào để mà mình cạnh tranh được ở một cái mức đầu tư mà mình có thể đầu tư được, đúng không? Mà nó khả thi nhất cho công ty của mình. Vậy thì nếu mà đối với những cái trăn trở như vậy, có thể ở thời điểm này cả hai anh chúng ta cũng chưa tìm ra được lời giải đáp đâu, nhưng mà về mặt định hướng tương lai của công ty của mình đi, thì mình có đặt ra những cái cột mốc hay mình có đặt ra những cái kỳ vọng cho công ty của mình để phát triển trong vòng 2 đến 3 năm tới không? Thực ra thì khi mà mới kinh doanh vào những năm đầu, thật sự tới thời điểm này thì nó đã vượt qua cái cột mốc mà theo cái mong muốn của mình. Nhưng mà trong quá trình kinh doanh ra thì lúc nào cũng khi mà mình kinh doanh rồi thì lúc nào mình đạt rồi thì mình lại mong muốn là nó phát triển hơn nữa. Thì riêng mảng ngành ga này thực sự nói thì nó cũng rất là đa dạng. Thì không phải là cái hộ gia đình sử dụng không, mà trong đó thì có những khách hàng mà về sản xuất, về mặt giống như nhu cầu về có trong trường học và nhà hàng khách sạn, thì nói chung nhu cầu nó ở trên thành phố, thị trường thành phố này rất là lớn. Cho nên thì mong muốn tôi là sau này sẽ phát triển là mảng khách hàng gọi là công nghiệp đó, thì nó sẽ tăng trưởng hơn nữa. Vậy thì để mà hướng tới cột mốc đó thì anh có nghĩ là mình phải thay đổi cái gì đó trong cái cách xây dựng thương hiệu của mình để mà đảm bảo là mình đạt được cột mốc đó không? Thì xu hướng bây giờ đa số thứ nhất là người ta sử dụng này cái mạng internet cũng rất là lớn. Và đồng thời sau này hồi xưa là mình kinh doanh là đa số là khách hàng đến với mình. Nhưng mà sau này thì đa số là mình phải đến với khách hàng không, chứ không thể nào mình ngồi đó mà mình chờ cho khách hàng đến với mình đâu. Cho nên mình phát triển và những phát triển tuyển theo những nhân viên và phát triển thị trường đó, để mình phải tiếp xúc với khách hàng chứ không để đợi khách hàng đến với mình. Cảm ơn anh Cẩm. Còn anh Trình thì sao ạ? Đâu sẽ là những cột mốc mà anh đặt ra cho công ty của mình? Mình đang hướng tới trong vòng năm tới thì mình mở đủ số lượng khoảng 6 cửa hàng trên thành phố. Mục đích của mình đó là mình muốn khách hàng biết tới nhiều hơn giá sofa, kể cả online cũng như là những cái showroom ở trong thành phố. Và để mà mở rộng được ra như vậy thì anh nghĩ là đâu sẽ là những cái cách mà mình cần phải làm khác đi, hay là mình cải thiện hơn so với cách làm hiện tại của mình bây giờ? Tất nhiên mình phải có sự thay đổi, và cái cách của mình đang tính kỹ hơn là mình luôn muốn nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, cũng như là tạo một cái phong cách phục vụ khác biệt so với những cái bên đối tác khác. Thì như mình chia sẻ thì bên mình luôn đặt cao về vấn đề dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất là chuyên nghiệp, cũng như là luôn tạo cho họ cái sự thoải mái, sự an toàn trong cái cách mua hàng mua ghế của mình. Vậy thì đó sẽ là cái mà anh sẽ thay đổi và tiếp tục phát triển và cải thiện hơn nữa, để làm thế nào để thương hiệu của mình có thể đến được nhiều hơn với khách hàng. Và ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Cẩm và anh Trình đã dành thời gian để đến đây trao đổi và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu. Và xin chúc cho hai anh sẽ đạt được những cột mốc mà mình đã đề ra cho công ty của mình, để ngày càng có nhiều thương hiệu Việt đến được với khách hàng của chúng ta nhiều hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu kỳ này. Câu Chuyện Thương Hiệu là hành trình của các doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi, những người làm chương trình, với tất cả sự động viên, sẽ luôn khuyến khích mọi cố gắng và nỗ lực trên chặng đường khốc liệt nhưng cũng đầy hoa hồng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20:45 trên kênh HTV4. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới.